một bộ ảnh cưới có sự hiện diện của con là điều cha mẹ nào cũng mong muốn. Thế nhưng cô bé dưới đây đã biến những khoảnh khắc lãng mạn thành bộ ảnh, không thể hài hước hơn với biểu cảm của mình. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bộ ảnh cưới khiến nhiều người chú ý. Điều đặc biệt không đến từ cô dâu chú rể, sự xa hoa của đám cưới hay những siêu xe sang chảnh, mà là sự hiện diện của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó chính là con gái của cặp đôi này. Cả hai đã có con trước khi lấy nhau và quyết định đẻ xong mới cưới. Không phải là bộ ảnh lãng mạn, lung linh hay đong đầy cảm xúc như bao khoảnh khắc trong ngày cưới giống những cặp đôi khác. Sự hiện diện của cô công chúa có cơ mặt không bao giờ ngủ yên khiến cho bộ ảnh chụp đám cưới trở nên vô cùng hài hước, đáng yêu. Cha mẹ cười rạng rỡ, nhiệm vụ tấu hài cứ để con. Cô bé trông giống y hệt bố. Hình ảnh được chính bố của cô bé đăng lên mạng xã hội với caption, chả là mình vừa làm đám cưới có sự góp mặt của con mình. Lúc đám cưới là nhà nữ đang mang bầu nó. Giờ cưới nhà nam và đưa dâu thì nó đã xuất hiện và làm khuấy động hai bên gia đình. Nhờ nó mà đám cưới vui hơn gấp vạn lần, và cũng nhờ nó mà chụp cái ảnh nào cũng như con hề. Và đây là nó. Mặt lý lắc y như chú khỉ con, đến nghiêm túc trông cũng vô cùng hài hước. Bộ ảnh sau khi chia sẻ đã ngay lập tức nhận được bão like từ cộng đồng mạng vì biểu cảm quá đáng yêu của cô bé. Sự hài hước, lý lắc và biểu cảm gương mặt đầy nét hề đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều cư dân mạng đồ rằng cô bé lớn lên khỏi nhìn hình đám cưới hỏi ủa con đâu. Nhiều người cũng dự đoán cô bé có tiềm năng thành thánh niên trong tương lai với biểu cảm phong phú của mình. Video liên quan Phương Dung theo Thế Giới Trẻ Let's Explore Us. Bye.